Vâng, chào mừng quý vị anh và anh chị đã quay trở lại kênh của Song Thảo. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị chiếc Toyota Fortuner. Đây là cũng là phiên bản upshot của Toyota Fortuner trong nước, trước khi ra cái bản Toyota nhập khẩu cái bản Fortuner từ Indonesia về Việt Nam. Đây là đời upshot của Việt Nam sản xuất ạ. Sau đấy chúng ta đã nhập khẩu cái Fortuner form mới ấy. Xe này của em là sản xuất năm 2016, màu đen, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ, biển Hà Nội 96240, đúng đời đúng biển đấy ạ. Tại vì những cái biển 30A mà đầu 9 này thì đầu năm 2016 nó vẫn là đầu 9 ạ, mãi về sau thì nó mới thay đổi các con số sang đầu 30A thôi. Nhiều anh chị sẽ nghĩ là 30A thì là vẫn là 215, nhưng không, chiếc xe này của em là sản xuất năm 2016 anh chị nhé. Chắc chắn là sản xuất năm 2016. Màu đen, nội thất kem, tên tư nhân biển Hà Nội, la răng đen, 4 quả lốp nhìn mới thay, lốp Michelin mới thay, rất là dày ạ. Chiếc xe này của em chạy 68.000 km. Odometer ạ, 68.000 km. Xe em vừa mua xong chưa kịp làm gì cả, cho nên là nó hơi xấu một chút, nhưng không sao. Chiếc xe này chạy 68.000 km. Đây em nổ máy ạ. Chạy 68.000 km ạ. Vô lăng thì còn rất là đẹp anh chị nhé. Xe vừa mua xong, chưa sơn si hay dọn dẹp gì cả, còn nguyên bản ạ. Tất cả những cái chi tiết như thế này, là nó nói lên tất cả, nói lên chiếc xe là còn chất lượng nó như thế nào. Đấy, vẫn là đầu DVD nguyên bản theo xe. Mặt táp lô thì còn rất là mới ạ. Đấy, đây là ghế bên phụ anh chị nhé. Ghế phụ ạ. Cần số này. Nói chung một chiếc xe này như này thì khá là ổn đấy ạ. Chiếc xe này thì em đang giao bán trên thị trường với giá là 750 triệu anh chị nhá. 750 triệu ạ. Biển Hà Nội sẵn 750 triệu. Đây là Fortuner máy xăng một cầu. Trên bản một cầu thì nó có cái tiện lợi hơn hai cầu. À không phải là tiện lợi, em xin lỗi, là nó có cái tiết kiệm thì đúng hơn. Nó là tiết kiệm xăng hơn so với bản hai cầu. Chiếc xe này nếu đi phố thì cỡ khoảng tầm 10 lít, còn nếu đi đường trường thì khoảng 9 lít ạ. Đây là bản 2.7, máy xăng số tự động một cầu anh chị nhé. Xe em vừa mua xong, chưa kịp làm sơn xiếc gì cả. Đây là cánh cửa bên lái, cánh cửa lái. Đây là cánh cửa sau bên lái. Chiếc xe này thì chủ cũng khá là giữ gìn đấy, còn rất là đẹp. Đây là cái hàng ghế sau. Dàn lốp Michelin mới thay. Chủ xe đi cái lốp cũ được khoảng tầm 1-2 vạn ấy, thì chủ xe thấy nó hơi ồn, cho nên là thay luôn dàn lốp mít để cho nó đỡ ồn hơn, chứ không phải là đi hết một đời lốp mới thay lốp đâu ạ. Xe được bảo dưỡng định kỳ tại Toyota Mỹ Đình ạ. Trần xe thì còn rất là sáng, sạch đẹp. Hàng ghế sau này, chỉ để mấy cái đồ vặt vặt rồi ạ, chứ không ít người ngồi sau. Chiếc này thì không hẳn là không có người ngồi sau, nhưng ngồi khá là ít. Những chiếc xe như thế này thì có mấy khi ngồi đến 7-8 người đâu, trừ khi xe công ty hoặc xe dịch vụ. Đây là chiếc Fortuner anh chị nhé. Fortuner máy xăng số tự động một cầu bản V, số tự động một cầu màu đen, nội thất kem, tên tư nhân biển Hà Nội. Xe 4 quả lốp rất là dày, có quả lốp sơ cua cũng vậy. Đấy, em quay luôn. Đấy, lốp sơ cua còn chưa hạ, còn mới nguyên. Xe rất là đẹp ạ. Xe thì còn rất là đẹp, một số chỗ xước sát như thế này thì khi nào anh chị lấy thì em sẽ làm cho anh chị. Xe em còn chưa rửa máy luôn, vừa mua xong. Giá em đang chào bán 750 triệu. Em vẫn làm hỗ trợ trả góp bình thường, hỗ trợ trả góp 6 năm. Báo test hãng, kiểm tra xe toàn quốc. Mời anh chị qua cửa hàng em xem xe nhé. Rồi thì chúng ta sẽ trao đổi thêm một chút về giá. Em là Song Thảo. Hãy liên hệ với em qua số điện thoại của em trên màn hình để chúng ta cùng thương lượng. Xin phép dừng video ở đây. Em chào anh chị ạ.